Xin chào các bạn đã đến với Share for Happy. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua bài 7. Viết chương trình tra cứu danh bạ điện thoại, sử dụng cấu trúc collection bất kỳ cho phù hợp để lưu trữ thông tin của danh bạ và dễ dàng thực hiện công việc. Tra cứu theo địa chỉ. Tra cứu theo số điện thoại, một địa chỉ có thể đăng ký nhiều số điện thoại cố định. Đoạn có trên định nghĩa một lớp đối tượng landline phone đại diện cho một số điện thoại bạn với các thuộc tính là address, địa chỉ và phone number, số điện thoại. Lớp có các phương thức getter và setter để truy cập và cập nhật giá trị của hai thuộc tính này. Và phương thức toString để trả về một đối tượng dạng chuỗi có chứa địa chỉ và số điện thoại. Ngoài ra, lớp còn có phương thức tĩnh input để nhập thông tin một số điện thoại bàn từ bàn phím và trả về một đối tượng landline phone. Đoạn code này là một ví dụ về cách sử dụng các lớp và phương thức để tạo và quản lý danh sách các số điện thoại cố định. Lớp landline phone định nghĩa một số thuộc tính và phương thức để lưu trữ thông tin về địa chỉ và số điện thoại cố định. Lớp application sử dụng một danh sách, list của các số điện thoại cố định và cung cấp các phương thức để khởi tạo danh sách, in ra danh sách, tìm kiếm số điện thoại theo địa chỉ hoặc số điện thoại. Phương thức init được sử dụng để khởi tạo danh sách các số điện thoại. Phương thức print, in ra danh sách các số điện thoại trong một bảng có hai cột, địa chỉ và số điện thoại. Phương thức file by address, tìm kiếm và in ra danh sách các số điện thoại dựa trên địa chỉ. Phương thức file by phone number, tìm kiếm và in ra danh sách các số điện thoại dựa trên số điện thoại. Trong phương thức main, đầu tiên danh sách các số điện thoại được khởi tạo bằng phương thức init, sau đó danh sách được in ra bằng phương thức print, và cuối cùng là tìm kiếm số điện thoại bằng phương thức file by address và file by phone number.